Mẹ mình mà biết đó, mình than học không, mình lanh ra, mình ngủ khò khò. Mẹ mình họ đang đòn chết luôn á. Các bạn ơi, các bạn thi chưa? Có bạn nào thi có kết quả rồi? Như tớ thấy có nhiều bạn thi không có kết quả rồi đúng không? Bạn nào chưa thi giống tớ thì điểm danh nha. Bạn nào thi rồi thì cũng thấy điểm danh bằng một cái like nha. À quên mất, thùng hàng mà tớ đặt bên Nhật Bản á đã về hàng rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng tớ xuống lấy nhé. Ôi, hông to quá. Trong này hả, có rất là nhiều bánh kẹo ngon đó các bạn ơi. Wow, đã quá, sau bao ngày chờ đợi thì bây giờ cũng đã có bánh kẹo ăn rồi. Nhưng mà nó nặng quá vậy. Nặng quá. Giờ biết sao bây giờ. Không có ai ở nhà để mà nhờ hết á. Giờ sao mang vào nhà đây? Phải mang vào nhà chứ để ngoài này họ ăn trộm lấy mất các bạn ạ. À, đúng rồi. Giờ cà chớn, đúng không các bạn? Cà chớn chắc chắn là sẽ phụ mình mới vào nhà được. Với lại hả, đằng nào cũng sắp thi rồi, bây giờ mình đang học bài thi thì hả, giờ cà chớn qua chỉ cho mình vào. Đúng không các bạn? Xong rồi mình sẽ cho cà chớn kẹo. Chắc chắn là cà chớn sẽ đồng ý thôi, đúng không? Rồi, đi ra. Xúc xích này ngon quá hả? Ngon. Các bạn biết không? Từ hôm mà tớ bị tai nạn á, là mẹ tớ chăm sóc tớ kỹ lắm luôn, tẩm bổ tớ để mau khỏe, mua cái thịt tớ ăn luôn, cho tớ ăn kẹo dẻo nữa. Ngon lắm luôn á, các bạn đã ăn kẹo dẻo thích này chưa? Vì á, tớ được mẹ nó tẩm bổ nên tớ bây giờ hết bệnh luôn rồi, khỏe rồi. Nhưng mà đừng nói cho ai biết nha. Cà chớn đâu rồi ta? Hình như hôm nay cà chớn cũng ra bán rau mà. Ê, cà chớn kìa. Hình như lắm rồi. Giấu đi không ngập gì nữa. Mà không được, mình mập rắc rối lắm, hay nhờ vả linh tinh lắm. Mình giả bộ mình vẫn còn bệnh á. Mình giả bộ mình vẫn còn bệnh để mà mình mập rắc rối mình được. À, đau quá. Cà chớn. Ê, đi hả? Ông đang làm gì vậy? Tôi đang bán rau chứ làm gì? Có đâu, tôi mới thấy ông nhà nhốt nhép ăn gì á. À, ăn gì tôi đang đau vậy, ăn gì trời, đau vậy đâu ăn được gì đâu. Nhưng gì mà tôi cứ thấy thơm thơm gì á. Thơm, nhưng mà thơm ngoài chợ nhiều mùi đúng rồi nữa. Ông vẫn còn đau hả? Vẫn đau không thấy à, tôi đi qua đây làm gì vậy? Thế ông học bài thi á chưa, dạo này á hả? Thi nhiều quá, bài vở nhiều quá. Tất nhiên tôi mình lúc nào thì học xong rồi. Hay ông qua nhà tôi chơi, chỉ tôi học bài đi. Biết ngay mà, chỉ bài học bài hả? Thôi còn lâu tôi rất đau mà chỉ, tôi mệt lắm. Vậy đâu, này đâu ăn được bánh kẹo đâu đúng không? Bánh kẹo hả? Tôi hả? Tiếc quá ông đau mà sao ăn được ta? Tôi hả mới mua thùng bánh kẹo to này ở bên Nhật Bản đó. Mà ông đau này sao ăn được? Thôi, thùng bánh kẹo to vậy à? Ông tiêu hỏi các bạn là đúng không các bạn? Đúng không mọi người?
tôi nghi ngờ lắm ờ. Nghi gì? Nhưng mà rồi sao? Rồi mua thùng bánh kẹo rồi sao? Thì tôi đang tính rủ ông qua nhà xong rồi khui ra rồi cho ông ăn nè. Rồi ông chỉ tôi học bài luôn nè. Gì? Khui ra cho tôi ăn luôn hả? Ờ. Được không ta? được, bánh kẹo thì tôi ăn được. Chắc không? Chắc, đâu nhưng mà ăn bánh kẹo tôi ăn được mà. Tôi tưởng là đau là không ăn được chứ. Đâu có đâu, đau lưỡng có ăn được cái gì. Vậy là đồng ý qua nhà tôi rồi mua bánh kẹo ăn xong rồi chỉ tôi học bài đúng không? Ừ, đúng rồi, qua học bài đơn giản là tôi chỉ bài cho. Thùng bánh kẹo to vậy đúng không? Ờ, tất nhiên rồi. Nỡ trời ơi, cái bạn thầy chỗ này á, kỳ cục thiệt. Nhờ quá chị học bài, nhờ quá chơi, không chơi đâu, không học đâu. Trời ơi, phải à, đút lót bánh kẹo với chị Quang. Ghê thiệt chứ. Vào đây. Bánh kẹo đâu? Đây nè. Cái gì? Ờ, thì thùng bánh kẹo to đùng đây đó. Đây hả? Ờ. Sao không mang vô khui ăn đi rồi để làm gì? À, thì hả, tại vì nó nặng quá, tôi không có khiêng vô được, thì tôi kêu ông qua đây để khiêng thôi đó. Trời đất ơi, biết ngay mà, vậy là chủ yếu kêu tôi qua đây để khiêng cái thùng bánh kẹo này vô thôi đúng không, lừa tôi đúng không? Có đâu, thì ông muốn ăn bánh kẹo không? Muốn. Thì trong này có đầy bánh kẹo thế, thì muốn ăn thì phải khiêng cái thùng này vào nhà đúng không? Ờ, thôi rồi, cũng được, đừng có mà lừa tôi nha. Lừa gì mà lừa, thật, lừa gì? Ôi, nặng dữ vậy hả? Thì nhiều mà. Ôi, đó rồi. Cố gắng đi. May quá, nhờ bạn gà chó nó tốt đã mang được cái thùng bánh kẹo này vào rồi. Bây giờ tớ sẽ cho các bạn xem những loại bánh kẹo ở trong này nha. Trời ơi, quá trời luôn mọi người ơi. Sẵn sàng chưa? Rồi, đâu, cho tôi cái gì? Cho tôi coi. Cho coi tôi đó nha. Cho coi hả? Ừ, cho coi chứ. Đó. Đây gì đây? Cái gì đây không? Cái này á hả, em cà pháo tôi hả, mê lắm đó. Gì hả? Mở ra coi ơi. Ê, tôi biết cái này nè, cái này là kẹo mút núm ti, đúng không? Đúng rồi, ngon lắm đó. Em bán cả hết sảy luôn. Tôi thấy cái này rồi. Nó nhiều quá vậy hả? 4 hộp luôn hả? Mỗi hộp 20 cái. Mỗi hộp là bao nhiêu cái ta? Ngon lắm luôn á. Để tôi để ở đây một cái nha. Để làm gì? Thì cứ để đi. Ừ, cái này em bỏ xuống dưới còn nhiều lắm đó. Kẹo tắc kè là kẹo gì hả? Ừ, ông không biết à? Kẹo tắc kè này ngon lắm đó. Cái này á là có thể đổi màu được á. Đổi màu là sao? Nè, ông thấy không? Đó, phía sau này có những cái viên kẹo nó màu khác nhau. Tất cả là màu tím nhưng mà lúc mà ông ăn á là nó sẽ có những mùi vị khác nhau. Mình cũng có biết được nó là cái gì luôn á. Ghê hả? Ừ, cái này kẹo xá à. Ăn ngon lắm luôn á. Ôi, cái này thì chắc là tôi phải ăn thử quá phải không? Ông làm như thật vậy á. Trời ơi rồi. Sao? Tiếp theo. Cái gì dài quá vậy? Cái này á là xinh gung khổng lồ mà nuốt được luôn. Cái gì? Xinh gung nuốt được luôn hả? Đúng rồi, này ngon lắm luôn á. Sao dài quá vậy? Khổng lồ mà. Trời ơi, nó dài. Ê, nó có số đo ở đây nè. Nó dài 40cm các bạn ơi. Đúng rồi, thơm. Ê. Thơm nhau thơm vậy. Thơm quá. Cái này nuốt được á? Tôi một cái. Nuốt được hay không nuốt được thì tôi cũng lấy một cái. Trời đất rồi. Thôi mời tôi quên. Tiếp theo. Cái gì vậy? Này tan, kẹo dẻo siêu dài 126cm. Đây nè. Trời ơi, xinh gung siêu dài, kẹo dẻo siêu dài nữa hả? Đúng rồi, cái này có nhiều vị lắm đó. Tôi thích ăn kẹo dẻo lắm á. Rồi sao? Thì biết vậy đi. Hai hộp luôn. Trời ơi, nhiều quá. Tiếp theo, cái này hả, chắc ông chưa ăn bao giờ luôn á. Cái gì vậy? Này siêu ngon luôn á. Cái gì đây? Này là kẹo cuộn. Kẹo cuộn hả? Đúng giống hấp bơ hả? Đúng rồi, giống á. Nhưng mà cái này á là kẹo dẻo á, ngon lắm luôn á. Kẹo dẻo là ăn được, nuốt được luôn đúng không? Đúng rồi, có nhiều vị, có bốn vị khác nhau nè. Bốn vị hả? Vị dâu, vị nho, vị soda, vị chanh. Tôi lấy hai vị thôi được rồi. Trời ơi. Cái gì cũng nói tôi lấy hết á. Cái gì dài quá vậy? Bánh mochi. Các bạn ơi, có rất là nhiều bạn nguyên ăn bánh mochi luôn á. Tới đây họ hỏi bánh mochi hoài à, nhưng mà bây giờ mới về hàng nè. Đó, bánh mochi.
Chảo à. Cái này của Nhật Bản hả? À, đúng rồi, tất nhiên của Nhật Bản rồi. Ôi, mỗi bánh có một chút xíu à, nhưng mà nhìn ngon quá à. Không có dám chút xíu đâu. Hai cái như vậy ăn là vừa rồi. Đấy hả? Ờ, hai vị hả? Đúng rồi, hai vị đó. Cái này là vị đậu nè, còn cái này là vị dâu nè. Ờ, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tiếp theo là kẹo. Tôi đố không biết cái này cái gì luôn á. Cái gì á? Tôi đố không biết luôn á. Ông đoán đúng rồi, tôi cho luôn. Ê, cái này quen quen này, hình như bà lừa tôi một lần đúng không? Lừa gì? Lừa gì đâu. Cái này hình như là kẹo ống hút hả? Không, làm gì có. Cái này là kẹo kéo giãn. Tức là ông nhìn nó vậy thôi, nhưng mà lúc mà ông mở ra, ông có thể kéo nó dài, dài ra đó. Ghê hả? Thần kỳ không? Dài là ăn được lâu đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, hay quá, thần kỳ thì mình xin một cái. Ủa, cái gì cũng xin vậy? Nhiều quá. Tiếp theo là xịt siêu chua. Cái này tôi biết nè. Cái này mẹ tôi cũng lấy bán đó. Ờ, cái này có bốn vị nha. Vị dâu, vị nho, vị chanh, vị cam. Xịt ngon lắm, thơm lắm. Biết rồi, biết rồi. Cái này thì tôi không cần. Trời ơi, quá trời luôn hả? Trời ơi, còn nhiều lắm, ông cứ từ từ đi. Cái này là kẹo của chi đó. Ê, kẹo của chi xin đúng không? Đúng rồi. Ôi, tôi thích chi xin lắm, tôi là fan của xin đó. Các bạn có ai là fan của xin không? Tất nhiên là nhiều rồi. Tiếp theo là kẹo nhuộm lưỡi quỷ, màu đỏ, màu xanh này và màu xanh lá. Kẹo nhuộm lưỡi này tôi biết rồi. Kế đến là kẹo bình sữa. Kẹo bình kẹo sữa cho các sữa em bé đó hả? Đúng rồi, bình sữa múc chục đó. Vậy hả? Em bé bên trong có cái bột để lấy cái bình sữa chấm vô ăn đó. Nó tương tự như kẹo nấm ti vậy đó. Trời. Tiếp theo. Nhiều kẹo lạ quá thôi. Là kẹo xin tuột quần. Kẹo mông xin. Cái kẹo này mình vừa ăn rồi chơi á. Cái này á, ông kéo ra cái là sẽ thấy cái mông của xin á. Kéo ra cái. Đúng rồi. Thấy cái mông xin luôn. Đúng rồi. Ông đậy lại là hết thấy. Trời ơi. Công nhận nha, bánh kẹo Nhật Bản nhiều cái lạ ghê đó. Rồi. Bi không còn hai màu, màu vàng và màu đen. Uống ngon lắm đúng không? Tất nhiên. Rồi, tiếp theo. Ông đừng có hết hồn nha. Gì hả? Tiếp theo là 500 cái kẹo kem đánh răng. Cái gì? 500 cái lại đó. 500 cái kẹo kem đánh răng. Ừ. Trời hết rồi. 500 cái ăn tới bao giờ cho hết trời. Trời, tôi sợ tôi mệt quá. Ê, sao nhiều vị quá vậy? Mỗi hộp như vậy là 10 cái. À, bây giờ tôi có 50 hộp. 50 hộp là bao nhiêu cái? 500 cái. Đúng rồi. Trời hết rồi. Quá trời, có nhiều lắm. Trời ơi, ba vị đó. Màu tím nè, màu đỏ và màu xanh. Trời ơi, bao nhiêu mà tôi ăn tới bao giờ cho hết. Cái gì? Ai đâu mà ăn? Thì hả, rõ ràng lúc đấy bà kêu tôi qua đây là khui thùng ra xong cho tôi ăn mà đúng không? Tôi ăn bánh mochi, tôi thèm mochi. Ê, tôi. Trời ơi, ông không biết à. Biết gì? Trời ơi, ở đây hả, bánh kẹo á. Ông biết tiếng Nhật không? Không. Đó. Đợm hỡi vậy không biết tiếng Nhật là đúng rồi. Trên cái này á toàn tiếng Nhật không à. Trên này ghi á không dành cho những người băng bó vết thương ăn á. Tức là ông đang băng bó vết thương như thế này là không có được ăn đâu. Cái gì? Còn vậy nữa hả? Sao thật không thật, tôi xem coi. Đó, ông nào biết tiếng Nhật không đó, ông nào biết? Ông giỏi ông nào biết? Tôi đúng, chắc vậy là thật không? Chắc tất nhiên là thật rồi. Băng bó vết thương không được ăn đúng hả? Đúng rồi, tại vì ông đang băng bó vết thương á, hồi mai mốt ông hết đi rồi ăn nhá. Chứ bây giờ hết băng bó. Hết băng bó là ăn được đúng không? Gì vậy? Vậy là ông không bị thương đúng không? Có bị thương mà. Lừa tôi. Có bị thương mà, tôi hết đau rồi. Hết đau lâu rồi còn giả vờ băng bó. Hồi nãy là tôi thấy hả, ông vừa hả bánh rau, vừa ăn xúc xích, vừa ăn kẹo nè. Không, ông ta thấy tôi tới, giấu không cho tôi ăn đúng không? Đúng rồi. Ông ăn thật luôn đó hả? Ăn thật mà. Trời ơi, ông sợ luôn đó hả? Không, tôi hết đau mà, hết ăn bói chưa mà. Trời ơi, cái bánh mochi này đúng ngon đó các bạn ơi. Trời ơi, đâu á. Cái này chắc ăn được chục cái quá. Ngon quá hả? Trời ơi, nhiều cái ăn tới bao giờ cho hết. Ông lừa tôi đúng không? Có lừa. Bây giờ hả, ông có chỉ bày cho tôi không? Có chỉ bày không? Anh không chị. Nhớ nha chưa? Ờ. Không chỉ bày tôi lấy ra hết luôn á. Trời ơi, anh kẹo kẹo gì, tắc kè. Đúng rồi, tắc kè. Anh kẹo tắc kè đi. Ê, ngon quá, cái mochi này ngon quá hả? À, không thấy không? Trời ơi, viên màu tím này các bạn. Như kẹo xe đúng không? Ngon quá hả? Tan trong miệng luôn. Ngon kẹo xe nhiều luôn á. Tôi vừa ăn giống như vị nho vậy.
để ăn, ăn giống như là vị dưa gan vậy. Ôi vậy ha. Ờ, này trong này có một bịch như vậy, có nhiều vị lắm. Trời ơi, một bịch có 2, 4, 5 vị luôn các bạn. Ừ, ê, đã luôn á. Thế này thì giống vị cam nè. Ừ. Trời ơi, màu giống nhau nhưng mà vị khác nhau. Nhiều quá. Giống như hả, tắc kè đổi màu vậy đó các bạn. Các bạn có biết tắc kè có khả năng đổi màu không? Ừ. Để tự vệ đó. Tầm này lên phòng học đi, vừa học vừa ăn. Rồi, bye bye các bạn nha. Mình sẽ chỉ bạn mình bằng bài đây.